sống một mình và đi chặt gỗ trong rừng, kiếm củi bán lấy tiền nuôi thân. Chàng vào sâu trong một bìa rừng cạnh bờ sông và nỗ lực chặt cây. Bó củi càng ngày càng lớn, chàng muốn chặt thật nhiều để nuôi thân. Với chiếc rìu sắt đã cùn, chàng chặt mãi mà cây không đứt. Cứ chặt, ôi mệt quá, mệt quá. Chàng tiếp tục chặt, nhưng chiếc rìu đã bị văng xuống sông và chàng cũng lao theo xuống dòng sông. Dòng sông chảy xiết, chàng bơi mãi để tìm chiếc rìu. Vì nếu không thì chàng không thể có cái gì để kiếm củi bán lấy gạo nuôi thân. Nhà nghèo quá đến nỗi áo cũng có mà mặc, chàng ngồi khóc trên bờ. Ôi sao số phận của ta lại hầm hiu thế này, ta mất rìu này thì ta lấy gì mà sống. Chàng khóc mà khóc mãi, một ông bụt hiện ra. Làm sao con khóc, ông không giúp được con đâu. Ông đi, rìu của con đã rơi xuống dưới sông rồi. Nhưng chàng đâu biết rằng đó là ông tiên. Ông tiên hiền từ, chàng thấy khuôn mặt ông tiên rất hiền từ. Con làm sao mà khóc, thưa ông, con đã bị mất chiếc rìu xuống dưới sông rồi. Con yên tâm, ta là tiên, ta sẽ giúp con. Con sống một mình à? Dạ vâng, thưa ông, con sống một mình, con khổ lắm ông ạ. Ta phải giúp chàng thanh niên này mới được, chàng nghèo ta giúp, nhưng ta phải thử lòng đã. Khi giúp ta phải thử lòng, còn nếu lòng tham của hắn ta nổi lên thì ta sẽ không giúp đâu. Ông tiên nghĩ thật bụng, dạ thưa ông, con lạy ông, con cúi lại ông. Ông giúp con, lấy cho con chiếc rìu với, con khổ lắm ông ạ, ông có phép. Con bơi mãi dưới lòng sông mà không thấy rìu, rìu con mất rồi, con lấy gì mà kiếm sống. Con khổ lắm ông ạ. Con yên tâm, ta sẽ tìm cho con những chiếc rìu, vì dòng sông này nhiều, phải chiếc này không con? Ông điên thử lòng chàng trai bằng chiếc rìu vàng, nhưng chàng trai lắc đầu. Không ông ạ, đây không phải là chiếc rìu của con, nhưng nó có giá trị đó con bán được nhiều tiền hơn là con đi chặt cây. Không, con chỉ muốn làm lao động thôi. Có phải chiếc này không? Cũng không phải, một chiếc rìu bằng bạc hiện ra, cộng với chiếc rìu bằng vàng trước của con ở rơi dưới kia kìa ông kìa. Chàng trai chỉ tay xuống dòng sông, và đây mới chính là chiếc rìu của chàng. Con là một chàng trai tốt, ngoan, hiền, hiếu thảo và trung thực. Ta sẽ tặng cho con cả ba chiếc để con có thể dùng hai chiếc bán đi lấy tiền để xây ngôi nhà. Và lúc này cảnh quay lại, chúng ta thấy là chàng chỉ thích mỗi chiếc rìu sắt mà thôi. Chàng trai tốt bụng được ông tiên cho tất cả ba chiếc rìu. Ta sẽ cho con, bởi vì con là một chàng trai dũng cảm, chân thực và sống có đạo. Và ông tiên biến mất dưới làn khói. Chàng trai lúc này với ba chiếc rìu trước mặt, chàng không biết chọn chiếc nào, nhưng được ông tiên cho cả ba chiếc, và chàng sẽ trở thành một người giàu có, cuộc đời sẽ bất khổ. Câu chuyện cổ tích này giúp cho các con có một bài học là chúng ta không nên nhận cái gì mà không phải thuộc về chúng.